một mình một thân à, một thân một mình à, làm gì xe nhiều dữ vậy? Có gì tâm? Đúng rồi. Đỡ. Nhìn quá nhiều. Thực tế là vậy. Thực tế là vậy hả? Làm bánh mì thì quay 15 trận. Mới mượn có gì đâu. Tại mình nấu xe mình mới mượn. Ai thu tình cho chiếc xe thì cũng được. Có ai thu tình cho chiếc xe rồi? Thương thì có tình đấy hả? Thu tình. Em mẫu 20 đi nha. Có nói không chị ơi? Bánh mì buổi sáng đơn giản và bình dân mà rất là hút khách, bởi vì nó ngon, thuận tiện. Đó, đây là đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Phía bên kia là cái cổng chợ này, cô chú anh chị và các bạn. Đó, phía bên đây là cái cổng chợ vô chợ Bình Tiên đó. Còn cái này là cái bồn nước, có bồn hấp lực đó. À, khách chạy vô đồ ổ bánh mì tiện lợi lắm. Có khán giả comment đó, kêu là Lily bán bánh mì mà nghiêm vậy á, bán vàng nữa thì thôi á, nghiêm hơn nữa. Phải cương mặt nó vậy anh. Hả? Cương mặt nó vậy. Chứ phải nghiêm không? Có hôm cười nguyên chị ngày luôn. 30 anh chị. Chị bầu. Chị bầu. Người ta nói mình gì? Cái này có ớt. Chị mấy nổ? Tập thôi. Có thấy rồi, bây giờ tập thôi. Chắc là đi đi để ngủ quá. Cái gì nói gì? Ở đây nói thôi cho đổi kiểu. Bà nói chưa hả? Bét rau khác thì thiếu. Một ký ba rọi da giòn. Đó, một ký ba rọi da giòn kìa. Chặt nhỏ không? Một ký chia làm hai hộp. Một ký ba rọi da giòn. Thank you.
hả chị ta? Chia 2 hộp. Rồi. Có cười chứ không phải là nghiêm nha. Cười nha. Lúc nào cười, cười lúc nào nghiêm nghiêm nha. Không phải lúc nào cũng cười nha. Lúc nào cũng cười ta chữ mình nha. Chứ làm có nhiều lúc tập trung làm mà. Phải lúc nào cũng giỡn được đâu. Chứ lại cha sanh mẹ đẻ cái mặt nó vậy đó anh ơi. À. Phải mặc nghiêm túc làm gì đâu. Cái cơ mặt nó sệ như vậy đó. Còn khán giả nói là kêu mập thật lựu. Theo quay thật lựu. Lựu đâu ta, mình sợi về mà hạt lựu. Sợi về mà hạt lựu. À. Thấy thương ghê không? Quá ư là sợi luôn á. Quá ư là sợi luôn. Thế ngày nào bà đắp cho tôi chơi. Ngoài bán tại chỗ thì chị Mai á có bán online nữa. Đây là số điện thoại của chị Mai nè. Đây. Đây. Cái số điện thoại đặt hàng của chị Mai, ba địa chỉ, ba chi nhánh nè. Dạ. Thời kỳ trước mà nó có cái xe đạp điện á, vừa đạp mà vừa bình á. Cô mua 1.4 mà bỏ cái miếng ngoài ra. Nhiều lúc mà đang đi học mà hết bình. Trời ơi. Đập lè lử luôn. Ui nó nặng ghê lắm. Điện mà có bình điện á nè. Bình điện á nặng. Nó lấy ngon cho con cho. Để nguyên trong một chắc. Dạ, để nguyên. Chép một xíu nữa. Dạ, con đang lấy cô. Con làm cho cô. Cô mua 1.3, 1.4 nhưng mà cái này 2kg cô lấy hết không? Không. Cái này 1.5kg, 480 cho con đi. Dạ. Nó có dư cho nên con mới dạt ra chứ. Cái này còn nóng lắm á, kính đó nha. Ừ. Dạ, dạ. Hai ổ bánh mì 30 thôi chú. Chào chị nha. 30 thôi tiền không? Người đẹp chợ Bình Tiên. 320 kg. Đại gia chợ Bình Tiên. Đại gia là biết rồi, đại gia là biết lâu rồi. Nửa ký để nguyên sao xíu. Dính da. Nó tề da tề luôn chị ơi. Đang tề khác. Đang khác phải tề da. Nó anh cho. Hai ổ đi quay đi. 30 đi anh. Đem 150 chị nửa ký. Nhờ liền quá. Nhờ liền. 150 nó 300. Nó nói là... Một chuyện có sẵn đó. Từ nãy ở
không chịu làm. Thấy chị Nga qua nhờ liền. Đúng rồi, cho chị Nga làm, chứ để chị Nga đứng không mà mọi người nói. Đúng không? Nói rồi. Là qua làm dễ. Hả? Chị Mai có muốn đâu mà la qua làm dễ hoài. Phải qua làm dễ quá. Ai nói qua làm dễ? Có ai nói gì không? Có. Có luôn rồi. Rồi, lấy luôn quá. Cái này là chị Nga ở hàng tới quá vậy. Chị Nga ở sớm thôi nha mọi người ơi. Chị Nga nhà kế bên á, rồi chị Nga với chị Hằng á, thấy hai đứa này làm nhiều quá. Phụ nó đông quá, chị Nga với chị Hằng qua hỗ trợ. Qua hỗ trợ là 15.000 là chị Nga làm ở đây. Cho nên là chị Nga có rảnh đó, công việc nhà xong chị Nga mới qua làm. Chứ qua phụ. Đúng rồi. Chứ không phải là chị Nga làm việc ở đây. Mà đó là đúng rồi. Thật ra là chị Nga cũng muốn làm việc ở đây đó, lâu lâu cũng làm luôn. Hả? Chị Nga làm một cái chức vụ là quản lý. Ban quản lý. Nói câu trước quay câu sau. Chị Nga là ban quản lý cho nên là chị Nga muốn ban quản lý qua đây giờ làm cũng được. Đó, với nhiều cô chú kêu quay video cũ không à. Mà nói chung nói qua nói lại cũ thiệt. Cũ đó, cũ sao á. Ở đời có sao nó vậy. Mình thật lòng mà. Có khi công việc nhiều quá cho nên là quay gì tự hao gì quay có dư hả? Quay để dự phòng. Dự phòng từ khi mình đi công tác mình làm việc tại vì mình làm cái này là phụ thôi. Công việc chứ không mình làm tháng luôn gần có 100 triệu lận. Đó, tới giờ đó, nói qua câu trước cái giọt câu sau liền. Lily bữa nay biết nổ rồi. Biết nổ rồi. Mình ở gần Long hết á. Long cũng không có thua gì đâu ha. Tại vì quê em là ở đâu biết không? Ở Củ Chi á. Ở Củ Chi. Cái khối bơm á. Khối bơm. Chắc ngày xưa em rất có được đi chơi ở Trảng Bom rồi. Đâu, quê quán em ở Củ Chi. Quê quán Củ Chi. Nhà nội của ở Củ Chi. Em đổ bánh xác luôn. Để nổ vậy đi anh. Nổ thì cho vui hả? Không phải ai hết trơn. Lâu lâu vui vậy mà. Nhiều người tin đấy nha. Lâu lâu vui vậy mà. Nói thật, nhiều cô chú anh chị và các bạn á, là mình nói thật á, là không chịu tin. Nhưng mà nói giỡn giỡn thì tin. Giỡn giỡn thì tin. Không hiểu sao nữa. Phải không chú Thành? Đôi lúc cũng thật. Lily á, bữa nay thiệt khỉa không à? Nhưng mà nói giỡn thì đôi lúc nó cũng thật trong đó. Mà nói thật thì đôi lúc nó cũng tự bào. Bởi vậy người ta đâu tin. Anh Long này vậy đó. Hồi bữa nói chị Mai bán ngày tấn heo quay, cô chú không có tin. Có tấn đâu anh, bởi vì em nói anh nổ. Tấn 2, chứ. Tấn 2 mà mình nói tấn Lily đâu có chịu đâu. Không, anh nổ rồi đó, biết là anh nổ rồi đó. Bởi vậy mọi người chửi anh là đúng rồi đó. Bớt nổ lại đi. Ghê không ghê. Bớt nổ đi ha. Bớt nổ lại. Bớt nổ lại. Người ta bán tấn 2 mà khi có thằng tấn là sao nổ quá trời nổ. Một cái ở đây văng luôn. Đó, ba rồi mở nè. Cái này là 200.000 ký. Dạ đó, đó chú Thành cũng còn nói nữa chưa? Tại gia nó đổ xe liên tục. Xe đó con mượn đó chú Thành. Cái thằng hay chạy ghê. Quá kém chơi đẹp mà. Đẹp, mượn người ta. Đẹp không, đẹp không? Xe đó chở heo quay được không chú? Dạ đúng rồi, chú mua chiếc chở heo quay. Xe thẳng lắm à. Đây, chú Thành nè, chú Thành là chuyên gia ốc tải heo quay của chị Mai. Dạo này Lily cũng nổ lắm chú Thành. Dạ. Xe để mà kêu xe đi mượn. Tại gia mà kêu đi mượn. Không dám nói. Cái đó
Dạ không. Không dám nói chứ Thành kia không dám nói kìa. Thấy không? Rút đi. Nó là xe của em, còn em nói xe của em đâu mà. Đã rồi nè, cái 120. Quá hở rồi. Nói qua nói lại xong li li. Hở thiệt. Rồi. Hai trăm tư nhỏ luôn.